Mình mới bắt được con đốm đốm. Đốm này có cái đèn nhảy sáng, nhấp nhảy nhấp nhảy. Để trong một chai. Bây giờ mình tắt tắt điện này, mình tắt điện này xem nó sáng để chỉ mình thả ra là tội. Thí nghiệm xong mình thả ra. Nó từ nhấp nhảy sau cái đuôi nó có phát sáng được. Để lâu nó mệt thì mình cho ra, nó mệt thì nó không phát sáng được. Mình cho ra ngoài. Được rồi. Đây. Chuối nó núp cái trong đây. Rồi, đi.